Cửa phá mình không thấy mẹ. Cày thế nhờ. Đẹp á. Đây, đây nào đóng cửa vậy? Chắc sẽ đẹp á. Ai là sói? Dân này chứ. Đi đâu ai là sói đâu. Cái xác màu đỏ nằm ở trong phòng điện mà ngay nhưng, cổng nhưng, nha. Nhưng. Hả? Mà mai có thấy ai đi ra không? Đi ra chạy. 30 phút. Từng cái gì là lão? Lão ông 30 phút chết rồi. Không, 30 phút chết rồi mà. 30 phút cái thằng chết mà mày sao nhờ? Lo. Hình như Celeste chạy ngang qua Mai hả Celeste? Đáp rồi. Mai phút này nói được rồi đấy nhớ. Như là em đang đi, đang đi với viện trưởng á. Ừ đúng rồi, là như là Celeste chạy ngang qua em mà lúc đó em đang chạy, tại em có 4 cái nhiệm vụ trong đó lận. Thì lúc đó là chạy theo hướng ngược lại. Hai nhiệm vụ với Celeste thì là chạy ra. Xong rồi. Mới nãy là hút ngay cái chỗ là hút cỏ khô, hút lá khô á, là có thấy mấy mèo. Anh Hằng cũng vậy nè. Bây giờ thấy đầu lọc tàu để cho anh em đưa thông tin cái. Có thấy bé mèo thì khi mà anh chạy qua đầu tàu là anh thấy bé mèo đứng đó. Đó là anh với bé mèo là có gặp nhau. Rồi bây giờ là từ đầu Mai là phát hiện ở trong phòng điện hả? Ừ, mà có một cái vấn đề như thế này là cái xác nó nằm ngay kế bên cái cống á, nên là không biết là ý là ok chỉ là thông tin là đi ngang qua gặp những người như vậy, nhưng mà lỡ nó nhảy cống xong rồi nó lên nó cắn thì sao, cho nên là cần phải có thông tin của những người ở các phòng khác mà nó thông với cái cống ở trong phòng điện nữa. Bây giờ nè, cho này có thông tin là Long Mario, anh Thịnh với lại một người nữa là bên phải á. Ờ à, đúng rồi. À, là mèo. Không phải mới trong mèo. cái phòng mà nhắm á. Đúng nhắm rồi, vậy là bốn người mình là loại trừ nè. À, lại đó. Em lại đi chung với Riết từ đầu tới cuối rồi đó, mà sao mày đến đường cuối em đi qua tứ tò á. Lúc 10 vô là nên từ đầu em đi qua tứ tò đâu? Em đi qua tứ tò đâu? Ông ai biết à. Ông ai giữa đúng không? Ông ai giữa đúng không? Rồi. Tôi đi vòng vòng đéo gặp ai luôn á. Ban đầu là em đi chung với Chris đi đi làm nhiệm vụ, xong rồi em làm xong rồi em đi qua tứ tò, thấy tứ tò AK được tứ tò vậy chứ tứ tò kiểu chơi sói AK. Chấp dữ người ta. Còn, em thì đúng rồi. Em lúc đầu là em đi với Mai Dương. Mấy cái kiểu chơi sói AK. Đó em đi tới viện trưởng em đi. Mình tao nào, tao đi lấy cơm cho anh nè. Đúng đúng, tôi có phát hiện. Tôi có phát hiện anh Tứ ở giữa. Đứng ở giữa. Tao lấy cơm không? Tao lấy cơm hay là sói rồi AK? Rồi, không có cãi. Để cho đâu, đâu. Sợ cơm lên. Bởi vì làm mọi... Lào bơi để cho mọi người phân tích với lão. Rồi, tiếp nè. Lúc đầu anh chạy thẳng xuống dưới là xong rồi lên, xong rồi gặp Mai nè. Lên gặp Mai là xong rồi sợ tưởng Mai cả sói, xong rồi cứ xong rồi đi theo Mai là xong rồi vô có hai người bị trong chỗ điện này. Vô thì thấy Mai bấm mà hình như là có thằng Hiệp đi ra nữa, có Select đi ra nữa. Thì không biết ông nói chung thì vô đó mà có xác mà xong rồi Select nó đi ra. Mà sao Select nó có làm nhiệm vụ không? Nó làm nhiệm vụ thì nó phải đi vào trong đó chứ. Hay à, Celeb có nói gì không nhờ? Không, nếu mà Celeb từ ở trong chỗ đó đi ra thì chắc chắn Celeb sẽ thấy xác chứ không phải tới lượt Mai rì bọt. Đúng không? Đúng anh ơi, em thấy xác là em rì bọt liền chứ. Viện trưởng có thông tin vậy nữa nè, lúc đầu là viện trưởng phá gì? Tử oxy ở cái phòng admin chung với lại Riz, xong rồi chạy xuống dưới thấy Celeb đang lấy xăng, cái mình chạy qua bên kia. Cái chạy qua bên trái coi Celeb có chạy qua đổ xăng hay không, mà nó cứ đứng cà giật giật sau lưng nha. Ghê quá vậy ta. Ok, cho Celeb đi luôn. Nó không chịu thì đổ xăng. Không nghi ngờ cái đó là chỉ có làm nhiệm vụ á, Celeb nãy đi chung ở dưới. Không, nói chung là chỉ là tình nghi thôi chứ mình không chưa boss được. Tình nghi thôi. Mọi người, bây giờ mọi người để ý nha, tôi đang nghi ngờ Celeb gì là Johnny Dương, tại vì Johnny Dương binh Celeb rất là nhanh luôn. Không phải một cặp sói đó. Johnny Dương là nãy giờ thấy nó bóp hơi nhiều, nó bóp hơi nặng. Kiếm vậy là Johnny Dương hay Celeb? Nói là tụi anh trong khi đó anh ăn cơm. Mà để nha, loại trừ anh Tứ luôn, tại vì anh Tứ là thấy đứng rất là lâu, chắc là đi tè quá.
Đúng rồi, đi tè không mà tôi thấy quay không. Vô cái bàn đứng tè. Nhưng mà cũng có tình nghi nữa là có thể là chỉ có con sói nó mới dám AFK vậy thôi. Đúng không? Do này chứ hả? Mấy người chơi sói người ta hay AFK lắm, cho nên làm đế đó. Anh đi chung thì mình chơi. Nhưng mà khoan, giờ còn thông tin nữa là muội muội đang ở đâu? Muội hơi lặng nhờ. Vừa nãy thì anh tự AFK thì đừng cùng anh tự một lúc thì cũng đang ăn. Xong cái là đi xuống phòng điều khiển, gặp Grit đi từ trong ra. Sau là thấy đi mò luôn. Nè. Ơ? Thôi, mình nghi ngờ. Rồi, mình nghi ngờ nha. Kiếp rồi, mình cứ kiếp thôi. Tôi nghi ngờ thêm cả muội nữa đó. Ok. Tất nhiên nãy giờ tôi đã AFK. Kiếp đi Mai, kiếp đi Mai. Nhưng mà tôi cũng nghi ngờ thêm Mai vừa ăn cướp vừa la làng đó mọi người. Tôi được chơi mạng nữa anh em ơi. Vậy luôn. Mai chơi là xong rồi 4 nhiệm vụ luôn à. Sao mà nhiều. Đừng chơi mạng nữa. Có thể treo lại chiêu trò của con sói đó. Anh bấm lộn Slap ơi. Đây rồi, anh đây quá rồi. Ngủ nè, ngủ nè. Anh bấm lộn. Ôi cái gì vậy? Gì vậy? Cái xác của ai đây? Ủa? À, bây giờ mới hiện lên cái xác của sếp là không nó cắn hai chỗ không cho nên là... cái lúc mà em gặp anh bò ở ngay cái phòng bắn máy bay em đi ngang qua là chưa có thấy cái xác sếp ở đây không vậy là nó cắn hai chỗ nhưng mà cái xác của sếp Tùng bị lắc đúng không à. Là cái lúc đầu là cắn hai người luôn đấy rồi để mình kiếp boss đi mình kiếp đi đúng rồi mình sẽ kiếp đi để hồn tự dưng thả ra chứ tại mới vô trận mà chứ tại mới vô trận nó cool down 15 giây tay nhanh lên não tay nhanh lên não tập trung nha. Tài lẹ quá. Tài móc gì mà lẹ quá. Ngủ. Sạc e lắc sáng nè mọi người. Tài nó hay đụng gì mà lẹ quá. Để đi thêm cái lía cái. Không sợ. Cứ làm nhiệm vụ không sợ. Kẻ đời không sợ. Làm nhiệm vụ nhanh cho mấy con sói thu luôn nè. Vô lì đòn không sợ. À sẽ đếm đi chung hơi lâu nha. Cô mùi thằng baby. Baby thì đứng đây làm gì vậy? Thấy tôi vô cái là nhắm đi ra liền ta. Đúng người đúng thời điểm quá vậy. À mà nói anh em nghe, lúc mà ốp mà tụi tôi ngồi chơi gata đó. Cái tôi chọc cái gì thằng Baby cái kêu thôi đừng gọi tên đấy. Tôi hỏi sao vậy? Kêu là tên đấy là tuổi trẻ nên là đặt vậy thôi chứ không muốn giữ cái tên đó, chuẩn bị đổi tên. Thằng Baby. Tao ta thằng mấy bị ở đâu ta? Ôi. Ôi trời. Em thấy sếp con của anh. Em nhớ được cái danh này rồi. Alo. Em thấy sếp của sói già đúng không? Sói. Đúng rồi, lạnh bò. Trong cái chỗ mà từ cái camera đối diện camera là chỗ nào ta? Đối diện camera cái phòng in nhân tay á. Đúng rồi. À, anh em đợi tôi xíu nha. Để tôi chạy lấy cái phòng đó đi lên một xíu là em vừa chạy vô là em thấy cái xác của anh sói già luôn là em đi bọt luôn. Mà em đứng coi camera là có anh Ti với anh Ti nhưng mà sao em thấy anh Ti anh cứ đứng yên một chỗ ta. Em thấy anh Ti không có làm nhiệm vụ, em thấy anh Ti cứ đứng yên một chỗ à. Quá đồng phát, anh làm nhiệm vụ mà. Không, em thấy anh đứng một chỗ. Ủa mà không làm nhiệm vụ được mà ta. Anh là đi sau ti để với ngạo.
đúng rồi. Em lúc mà em đứng coi camera là em thấy Ti với lại ai đứng chỗ camera ta? Anh đến đứng chung với Quyền. Ờ đứng chung với em. Ờ anh Quyền đúng không? Mà đúng rồi, anh mà đi. trước đó nữa là em không thấy anh Ti là em thấy anh cứ đứng lúc mà em coi camera á. Là anh cứ chạy nhông rồi anh đứng đó. Sau vậy em khóa cái camera chạy ra bên phòng đối diện thì em thấy xóa quả xóa nhà. Anh nghĩ Johnny này á, hồi nãy là Johnny đi chung với em hoài à, cái xong mày tự nhiên em đứng vô cái ben gì đó, em đứng vô cái đó là chỉ có người mới được thôi, cái xong mày Johnny đi chung với em nhưng mà Johnny không dám đụng vô cái đó. Em bị đứng vô cái đó mà Johnny không dám. Trời ơi, khoan đó. Từ tao vừa nghe trước khi mà chuẩn bị mấy anh em mình họp ấy thì tao nghe thằng Jolly Dương nó bảo ném thí được thằng Jolly rồi. Mà nghe rõ luôn á. Mà cái lúc mà anh đi theo sau mèo, đi theo sau Ti mà không thể cứ làm nhiệm vụ là Ti cứ xem thế camera. Làm gì thôi à? Em làm hai cái nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ lúc với mèo cái dây điện với một cái nhiệm vụ cái phòng kế bên dây điện. Xong rồi em mới qua coi cam. Bây giờ là loại trừ đi, mình phải chơi loại trừ là muội nè. Lúc bà sửa oxy là có muội, có Johnny Dương với lại Johnny đó. Quang. Em là sửa điện nha. Anh rửa dưới. Anh tên đi, em hỏi anh cái. Sao anh có thấy trên cái màn hình có cái tên nào màu đỏ đỏ không? Không. Ok, không có. Vậy là đó. Bên cánh trái là có Long Mario nha. Nó tính dài. Em nghĩ là cái xác của anh xóa dài cũng lâu á. Sao fan không nói tên đi, fan ao ngày nè mà. Má, nó thiệt chứ. Cái gì nó khinh thường mình kìa. Nhưng để đổi thành cụ, để đổi thành cụ viên trưởng. Anh bố là Ma Vương nha. Đấy. Mà vừa mà nó bảo là nó tí dí được thằng Jolly. Mẹ em ghét là Johnny này đi chung em hoài. Nhưng mà em tin Johnny Dương nó không phải sói đâu. Nếu xác mèo thấy là cười hoay cái đám kia anh đi. Ai chạy ra không? Dạ, dạ Johnny này là sói rồi đó. Dạ là Johnny này là sói rồi đó. Mà Dương đang đem mọi người ra làm trò đùa à. Dạ là Johnny này là sói rồi đó. Ui rồi rốt cuộc mọi người vốt ai? Tao cho mẹ tao cho mẹ nói. Chưa có thông tin. Em đang này nha. Không thấy à? Lúc mà em thấy à? Đây em thấy à? Em tự bóp bản thân em. Em cho anh này á, em cho anh này á. Nè, celeb với Ma Dương hơn ấy nha. Em tự. Lâu lâu lắm, xói thứ tư chứ mẹ nó đủ má, tại giết người với đi giết cùng không? Celeb là nghi từ gián đầu rồi. Celeb với Ma Dương ấy. Mọi người vẫn cứ để Ma Dương với lại cụ mộ nha. Chứ phải đâu, tại xe lét hồi nãy là có đi làm cái đổ xăng chung với em mà. Có đi theo đánh người đi đổ xăng chung với em. Em hiểu. Ôi gì dò, gì dò. Mày nữa. Xe lét đâu, phải đâu. Mày cũng có hai cái này. Em nghe hai người này nha. Rồi, để mình kiếp đi. Tới hồi có gì mọi người đi chung với em nha. Tới hồi có hai mọi người có gì đi chung với nha. Tại vì em lỡ lộ hai con sói á. Nó căng em á. Bót Ma Dương hết rồi. Rồi, bót kiếp đi. Mình nghi ngờ nha. Nghi ngờ xem em á. Dạ được các bạn. Anh em nhà Johnny. Mấy con sói này bót Johnny Dương lẹ dữ ta. Anh em nhà Johnny. Sói muội, sói tứ. Vậy là chết không em? Vậy là chết rồi đúng không? Chưa. Vậy rồi. Coi chừng mai nha, ngủ nè. Tứ tò củ muội mai đô ra. Cắn vô cái đầu clear nè. Nhưng đi chung được quá mày, có giờ chỉ có Johnny Dương. Johnny Dương là tôi tin tưởng nhất. Johnny Dương đi chung danh với. Nhưng gà lọc nó gài đủ má mà nó gài ba con sói mai đô ra, con sói tứ tổ với con sói củ muội. Ba nhân hu đang ngồi chơi nhau. Đi ngược lại coi có sáng không, nhịn mà bắt Madonna liền. Có sáng ở đây không? Thằng làm đi ra đúng không?
anh em tôi có thông tin đó. Dạ anh em tôi đi bắt sói nè. Ờ hơi thứ tổ sống chạy xuống đây vậy. Qua đây qua đây qua đây qua đây. Karit. Cú mũi để đứng rồi cú mũi rồi cú mũi cú mũi bấy bì ba anh em đứng luôn, ba anh em đứng luôn, đừng sợ, đừng có sợ. Trời ơi chưa ngủ nữa, đại. Ngủ mượn đứng hơi lâu nha. Mà nhưng xác nằm ở cái phòng sửa điện nha. Vừa sửa điện xong thì mở điện lại là thấy cái nguyên cái cục đùi gà luôn. Em thấy xác ở mỏ 2 á. Dạ nè, gà. Rồi. Em xong nhiệm vụ rồi, em xuống lấy đồ ăn nha anh em. Em xong nhiệm vụ rồi. Rồi, mình lỗi trừ nha. Em đi ngờ là em là em đang đứng phòng bảo vệ. Danh này Dương, danh này đó. Danh này Dương, ê, danh này đó không làm nhiệm vụ danh này đó. Ok. Không làm nhiệm vụ nhưng mà đi theo để dí em anh ơi. Thấy mùi sợ mà mùi mở cái nắp cống không kịp mà. Em đi trốn mà. Trốn. Lúc đó. Mấy Dương này đi với thằng Đàm mà. Em đi với danh đó. Nãy anh có đi với em coi cái camera bảo vệ. Bây giờ là loại trừ đi là tôi nè, củ muội Johnny Dương lại celeb là bên cánh phải là không, chắc chắn là không phải là sói nè. Tôi coi em đang phòng bảo vệ bên cánh phải luôn á. Phòng bảo vệ mà bên cánh phải hả? Được phải không? Vậy là trên Long Mario là sao á? Vậy ý là trên cái camera của cái phòng bảo vệ thì cái phòng bảo vệ nằm trên cánh phải. Rip với Karit, Nhitty với thầy Quyền đang ở đâu vậy ta? Em là đấy. Em đi hồi nãy em có gặp cô lại xong là cũng hết rồi bốn phải có gì chịu thấy tôi đi chung với thầy Quyền mà. Ừ là anh đi chung với Ti với cả Tuấn Bồi là anh sợ quá, anh sợ anh không có sao mình dám sao mình chưa làm được. Em thấy anh Ti bị sợ đi làm nhiệm vụ. Em thấy lúc mà em chạy em thấy anh Ti em tức tồn. Mèo nuôi anh cặp với em là cái ở cái tôi không thấy thằng Đàm thôi. Khó thông tin là thằng Đàm với Đàm đang bị Johnny đó. Em phòng bảo vệ mà. Ủa nhưng mà anh Tứ sao anh chạy vô cái chỗ bệnh viện mà anh không xử cái chỗ đó ta? Sao lại xử không? Chỗ nào? Cái chỗ cái bệnh viện đi vô có một cái chỗ để xử là một đúng không? Em là đấy em làm cái gì trong đấy? Em làm cái gì ta? Em cái chỗ mà dưới mấy cái giường bệnh á, xong ở dưới có một cái tivi rồi cái gì đó. Cái là cái scan. Ừ. Ba lưỡi mèo là sói. Vậy bắt mèo nha anh em, bắt mèo nha anh em. Đi là mèo, đi là mèo. Tại vì anh thấy mèo sao anh chạy luôn mà, thì mèo đứng đấy canh anh chạy mà. Cái chỗ đó là em đang làm nhiệm vụ xem chạy ra. Đấy là cái phòng thí nghiệm và cái nhiệm vụ của nó là lấy cái ống dẫn nghiệm. Mà anh định vào lấy nhưng anh thấy em đứng đấy anh chạy quay lại. Thì em thấy em dí anh nhưng mà anh chạy quay phải, em lại chạy qua trái. Và cái nhiệm vụ ở đấy là không phải là cái TV gì cả. Đó là cái nhiệm vụ. Em làm vũ, em đang không có nhiệm vụ gì, cái nhiệm vụ ở đấy là nó chờ rất là lâu em hiểu. Em vẫn tin mèo nha. Không, anh không tin mèo, em muốn mèo tại vì bây giờ nè mọi người ơi, bây giờ mình đang có gọi là 36, cho là 36 đi. Ờ, phải vote mèo trước. Thì bây giờ vote mèo thì là sẽ còn là 1, 2. Nghĩa là đỏ á. Coi chừng là kiểu gì số mà vô cắn 3 người là tụi mình sẽ thua. Cười con cặc. Stream lớn. Em nghĩ là anh Tứ có chịu hy sinh cho loài người không anh? Không, bây giờ phải giết mèo trước. Giết mèo rồi, ví dụ 36 cắn nữa lại thua. Cái nhiệm vụ đấy là rất
rất dễ thì nhận ra, bởi vì nó là nó lấy cái một cái ống nghiệm, mà mèo kia là cái nhiệm vụ mà có đứng ngay có cái tivi và mèo không biết cái nhiệm vụ ý mà đứng ở đấy rất là lâu. Rồi rồi. Anh chạy vô anh chạy vô anh thấy mèo đứng đấy xong rồi anh. Tứ sợ mèo phải nhiệm vụ mà lâu quá đúng không? Em không biết chỗ đó là cái gì, tại vì em không có nhận, em không có thuộc bản đồ, nhưng mà em biết chỗ đó có một cái nhiệm vụ và em đã tới đó em làm, đúng không? Rồi em vẫn giữ quan đỉnh, em tin mèo, em muốn thí anh Tứ, tại vì em đang nghi anh Tứ với lại em nghi anh Tứ với lại anh bé Tôn với lại Ti là sói, ba con sói mà cắn một phát nữa là người thua. Tin là Ti xin lép với Mai Dương ấy. Em mong mèo mua gì anh, thấy anh còn đi với Tứ cả Ti. Ừ, nè, mèo á em gặp lần đầu tiên là làm cái nhiệm vụ mà nói dây điện á, mà đứng đó lâu lắm. Em chỉ thấy vậy thôi, xong rồi mèo qua camera, mèo dí em là em chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà anh nghi mèo lắm, tại vì cái nhiệm vụ đấy mà mèo không biết thì vô lý. Bây giờ nha, bây giờ mèo sẽ hy sinh, bây giờ mọi người cứ vote đi, nếu như mà em chết thì mọi người hãy vote Tứ đồ nha. Không, không, giữ mèo, giữ mèo mọi người ơi. Giữ mèo mọi người ơi. Vote anh Tứ đi, anh Tứ, anh gì người, anh... anh gì người được, được không? Em nghĩ là bớt cho anh này á. Cái gì cho anh này? Từ từ này nãy giờ đi lung tung không à, cho này đi lung tung. Tôi làm hết nhiệm vụ rồi. Tại vì này bên mèo quá nhỉ. Thế Tứ hả? Thế Tứ hả? Nghe cái giọng của mèo chắc chắn không phải là sói. Mèo nha. Thôi. Skip đi. Không, không skip được, không skip được. Skip đi. Không, skip game đi. Giờ đã rồi đã. Mọi người ơi, vậy mọi người kiếp là mọi người phải đi làm nhiệm vụ chung nha, sắp win rồi. Rồi mọi người giữ vị trí đi làm nhiệm vụ nha. Cái đó là căng lắm nè anh em. Mèo chắc chắn không mèo, không phải là xong rồi. Ai sẽ kiếp đi. Ba con sói. Mẹ ăn gì chứ. Có nhiều thiệt. Anh là anh tin Tứ Tô hơn á. Ừ rồi mình ngủ nha. Anh đi bất đi là Tứ Tô rồi. Ra này, ra lại nhiệm vụ anh này, ra làm đốt cái nhiệm vụ cuối cùng nè. Cho đi dương nó, đi với anh cho đi dương. Đừng hái mày, cứ sao anh hoài à. Cái nhiệm vụ lên không? Đi cho đi dương. Nó chết mẹ quên. Cái bố đừng ta. Mọi người ơi, tôi sợ quá. Anh Tứ có cái găng nanh. Mọi người nghe tôi nói là mình vẫn chưa có thông tin chắc chắn mà sao lại Ti với anh Bé Tôn với anh Tứ đều vote mèo 3 phiếu trời. Anh nghi mèo chắc. Thì tụi anh đi chung mà. Gì vậy Ti? Này ai vote mèo? Mọi người chết rất nhiều mà. Từ từ mày ai vote mèo? Là Ti, anh Tứ với lại Bé Tôn. Anh Tứ nghi lắm. Yeah. Bây giờ anh Tứ ơi, anh hoặc là Bé Tôn có dám hy sinh gì mọi người không? Một là cái tàu này đấy là hy sinh để gọi là người chết là không được. Nhưng mà tại vì còn ba con sói. Còn ba sói. Ba con sói cẩn thận, cân nhắc anh em ơi. Một là cái tàu hai là cái này. Ba con sói đó mọi người. Ê nãy giờ thấy nhóm này đi với cậu sao Johnny? Sao Johnny cũng không phải mèo dữ vậy ta? Johnny đó nha, Johnny đó. Johnny làm xong nhiệm vụ rồi, bây giờ nè Johnny Dương. Có khi nào vậy? Bây giờ đó có dám thí không? Nè đó ơi, nãy giờ tôi đi chung với đó, nãy giờ đó chưa làm một cái nhiệm vụ nào nha đó. Trời má Johnny Dương, tôi tin đúng Johnny Dương là người và Johnny Dương nói vậy tôi. Johnny đó làm được có 4 cái rồi, còn thiếu bên hai cái bên phải. Giờ mọi người không tin tôi kiếp bó đi. Johnny Dương, mày phải đi với anh. Mày đừng có bỏ anh. Đi với mày luôn. Ok. Rồi kiếp bó nha. Giờ ai đi với em ta? Em là sói, ai dám đi bó đi bó nè. À, Shiba. Mày nó bó tôi ngoài. Ông này đúng má. Cái gì thật sự luôn á. Không lòng mày lấy tin tưởng tôi. Đù má mày, nó là con sói thứ tư. Nó là cúp bồ. Nó là cúp bồ. Tôi đi thăm nhiệm vụ rồi, giờ tôi đi thức kê thôi. Nha, Johnny Dương, mày đâu rồi?
mồi 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 cứu dân này mồi. À, con sói con chim nó mồi. Qua đây, cần một người qua đây. Qua đây với tôi, Celeb, bên đây. Qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Có kiếm của mụi không thấy kìa. Tôi nghĩ mà. Ai, ai, ai. Tôi gọi mụi ơi. Johnny đã nghe là Johnny đi kiếm mụi để chạy chung rồi. Tôi kể mọi người nghe, ba con sói này đứng ở giữa tính là cắn ba người một lúc. Xong rồi tôi mới thấy vậy, tôi cắm đầu tôi chạy qua bên phòng bắn máy bay. Xong anh Tứ Tồ dí theo tôi tính cắn tôi mà bé Tôn không hiểu ý hay sao đó, bé Tôn không cắn của muội. Xong rồi bắt đầu mới tắt đèn. Kiểu muội chạy sao anh mà. Sợ thì đó, của muội chết bên cái hướng mà anh Tứ với lại bé Tôn cùng đi ra. Không, không, không. Bây giờ như này là kiểu muội chạy sau anh và người chạy cuối cùng vào trong cái phòng điện là thầy Quyền, là chắc chắn là thầy Quyền rồi. Rồi, vậy thấy một con sói đây nha. Thì một con sói đã, giết một con sói đã. Chắc chắn là thấy Quyền. Đi qua là không để ý, không để ý. Không còn ai cả, hiện tại tất cả mọi người phòng điện mà. Không, sao mà không để ý được hả bé Tôn? Bé Tôn giết ngay cái phòng xăng luôn mà. Bé Tôn. Bé Tôn. Bé Tôn phải là sói. Mày nè, Dương, mày phải đi với anh, nãy mày bỏ mày đâu vậy? Mày cho em hỏi cái nha. Cái chỗ trên vòng điện nó có một cái, trên cái chỗ mà sửa ổ điện ở dưới nó có cái màu vàng giống cái cống mà sao em làm không được ta? Cái đó là màu trộn vô rác á. Em mày nhặt rác, nhặt rác rồi. Bấm vô đó, dọn rác cái trong cống. Nhưng mà em chỉ còn một cái đó thôi. Tưởng đâu chui ống cống chứ. Tôi nghĩ rồi, cứ đi dí thì tôi đầu cắn giống như cắn cắn tôi rồi cắn thêm vài người nữa. Đây nãy giờ phải giúp con sói xuất ra, tại vì con sói này nó lù quá. Nãy giờ mọi người thấy Johnny đót nói nhiều không? Tôi có thông tin, tại vì tôi có thông tin. Anh này nói là thông tin là sức mạnh. Mày giật cái boss anh vậy cho này Dương. Em nghĩ là sói, là sói. Em nghĩ này quá. Bye bye. Đúng rồi. Em cần một cái mà có là... Tì với ông Tứ! Chắc chắn luôn! Xong rồi mọi người cố làm nhiệm vụ đi, anh đi bảo vệ. Rồi, làm nhiệm vụ nha mọi người ơi! Cho này Dương mày đi với anh! Má anh cho này Dương bóp lắp điện ngàn trưởng đi! Chương chương! Chương chương! Chương chương. Tiền nó mới đi từ đây ra, chắc chắn là có người, chắc chắn là có án mạng. Mày dí đi, mày dí đi. Đi kiếm cái sáng, đi kiếm cái sáng. Mới nó giết vừa ăn tướng vừa la làng anh Tướng ơi. Chắc chắn là vấn đề rồi, vừa ăn tướng vừa la làng cái trò vừa ăn tướng vừa la làng mẹ anh Tướng lẹ cái tay dữ thì sao. Dạ, các em nào đến chết cười. Cái lúc Johnny hô lên là đụng tự tưởng Johnny báo cáo có trên này đây. Không, em nghĩ là Johnny Dương á. Không không, Johnny Dương không phải. Anh em Tư Tồ với lại Quách Ti. Ừ, Quách Ti là nghi từ đầu anh luôn. Anh Tư, anh muốn nói gì mà anh Tư? Nghĩa là trước kia là từ quá trời đi. Nãy giờ trên này em báo nhiều quá.
để em nói bây giờ là Wendy là Wendy á là em có một chuyện tội phạm rồi Wendy đang đi làm ta là người gì bọn chúng mình có nghe ta nói không trước tiên là rốt đây không phải đây là không phải chắc chắn ta này chúng mày ta là người gì bọn mà sao chúng mày cứ nhảy vào công chuyện của tao nhở rồi anh nói đi anh nói đi anh mang giết nó đi khổ quá anh tướng kiểu mặt anh á anh tướng kiểu canh đông đông bu vô cho mình tướng cắn liền luôn tào lao quá còn lo cái phòng ta như một thằng ma vương đứng đó cắn luôn tới đi bó tới đi con sói này lưng lẹ quá anh em ơi phải bó con sói này giết ma vương đi khổ quá em mất có ai vô này giết sầu không bi bây giờ anh tướng có ai vô này này anh tướng tổ ok ok con sói này lưng lẹ quá hai con sói gì anh á chúng mày giết nó hai con sói là xong em thấy anh tứ lòi cái đuôi ra kìa tào lao ơi bó này nha bó này nha thì mày mày dám nó boss tôi lắm nè. Nếu mày dán này mà boss anh tứ mà không phải là chắc nghề do anh đi đó. Rồi, bây giờ nè. Hết cái đầu này. Hết cái đầu này, mọi người cứ đi theo một ti. Mọi người cứ xem tôi đi theo một ti hận nghiện chữ thôi. Nãy giờ em đi kèm cho đi đó á, cho đi đó có khẳng nghi nha. Nãy giờ cho đi đó ra có hai thằng mày bớt diễn đi, hai thằng mày bớt diễn đi cái khổ bây giờ. Cho đi đó có bốn mà cho đi đó kéo đào, cho đi đó thanh không à. Rồi, ti ơi, chạy gì nữa bạn? Không nương tay được với bạn xấu của mình à. Tôi đủ quá bạn. Không, anh Ti, anh Ti không phải đâu. Bây giờ nha, dưới đây xong, dưới hai đặt luôn bây giờ. Đặt pin đấy mọi người. Qua trên này đây. Rồi Ti ơi, bạn cắn tôi đi chơi gì nữa Ti. Anh nghĩ ra đây phải sao đó ai cũng không. Ngủ. Ngủ đây mà thôi, đem ngủ đi sắp xong rồi, sắp xong rồi làm đi mọi người. Làm đi. Má không ai làm nhiệm vụ với ta. Mày đi với anh đi dưng. Mày đi đi rồi anh đi theo mày cũng được mà. Dẫn đường đi làm nhiệm vụ đi. Chưa chịu đi nữa trời. Anh đi dưỡng đâu? Qua đây kiếm tiền tiền này nó đi bên này nè, coi chừng nó giết ai bên trái rồi nó nổ mổ xì bên phải. Đây nào mèo muôn. Long ba vô. Ồ sao sáng? Còn mấy sáng vậy? Bắt buồn mà. Slap đâu? Tôi qua đây kiếm sáng nè cho anh đi vô. Cái sáng xe lép đâu rồi? À xe lép nó chết rồi. Quên. Quên xe lép chết nãy giờ. 3, 1, 6, 3, 7. Trời không ai sửa trời. 3, 1, 6, 3, 7. Yeah. Vô này không biết gì mà nói em đúng cái chỗ. Là vô này. Thằng Duy đúng là Duy khùng Duy đi. Trời anh Duy. Duy khùng Duy đi. Bắt đi ông tròn quá tí. Con sống thứ tư. Nhưng mà trong này Duy quá. Không mà. Tao mà công nhận cái lúc kia tớ tàu gắn cái răng nanh hay á. Ừ. 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 Ừ.
anh mà giết được mèo gái là những khi Johnny nó gì em nói anh tới anh tới đừng có đi mà xoáy luôn rồi đó, tao bắt giờ đi luôn rồi đó, anh đừng có giỡn, anh tới giỡn gì giỡn. Johnny Dương dở quá, nãy còn có mấy anh em để ý không? Là cái thằng Johnny Dương á, nó làm xấu nó nhau cực kỳ mà nó dí hoài luôn mà không ai nó tán gì mà không được. Không hiểu sao, không hiểu sao mà ông nội đi em cứ tưởng là Lộc nó lấy cái niềm tin nó đi với em, kiểu như nó là người còn nó dí điên dí khùng. Em nghỉ nha mọi người, bye bye mọi okay, người. Ok rồi. Mày uống thơm nha. Có chơi nữa không? Không, nói chung là cái gì? Con sỏi thứ tư clear in đi. Không, mà công nhận là cái clear tối nay ngủ ngon luôn á. Mọi người chửi tôi đi, mọi người đừng biết nói chung là mà. cái làng này mà ngu á là do ông clear. Má clear nó dắt cái làng ngu thật sự. Con sỏi thứ tư dí khùng dí điên. Trời ơi. Đó. Bây giờ anh là người mà gọi là các em có lỗi nhất, anh chửi em đi. Anh lên em phải hết. Thôi để vô lắm, nguyên một tôi. Hiện tại suy luận kẻ này giết người chơi ông hoàng rất muốn đại tá Johnny Dog trình độ 7/10. Không, tại vì cái pha đó là anh biết rồi, anh vừa tính bắt ông. Tại vì á, nếu trắng ra mà anh quay về anh đi bọt á thì nó kỳ quá, mà anh đang đợi coi có ông nào cắn không rồi nói luôn. Ai ngờ ông bịt miệng anh luôn chứ. Mày Ly với mấy mèo thì đang chết cam thì anh thấy rồi, thì anh Tôn vừa chạy ra mà cái xét nằm bên anh luôn thì anh cứ tưởng là anh tiên nó nghi liền. Mày ngu em đừng nói hết cho mày cũng ngu. Nó định giết thằng Yên ngay từ đầu, thằng Ma Dương nó bảo là tí biết định giết được thằng Dô Lì. Thì cứ nghĩ là nó ngồi nó quậy. Không, ý em là lúc đó là mọi người biết em là sói rồi, cho nên là em cố tình nói như vậy để cho mọi người biết em là em quậy á, cho nên là em quậy tới luôn, chứ không là nếu mà mọi người không biết em là sói thì em sẽ bình thường rồi bỏ mày đâu. Nó còn cái nào đâu là mọi người biết em là sói rồi cho nên là em quậy luôn. Thôi Ly ơi, tao thấy mày chơi game ma sói mày cũng là đủ má chắc cái làng đi rồi, rồi bây giờ cái game ma bông mày thì cũng vậy thôi chứ có gì đâu chơi ma sói đi.